Thưa sư, con quan sát tâm, thấy tâm tham hoặc tâm sân là nổi trội nhất, thì trong hai trường hợp này nên chọn đề mục thiền như thế nào là phù hợp cho tâm tham hoặc tâm sân? Con biết ơn sư. Thì quý vị có thể thực hiện đề mục quán tâm ha. Còn cụ thể như thế nào thì nên tham dự một khóa thiền dài ngày.